sự quan tâm, chăm sóc, giản dị như người thân. Những ngày sống trong Brooklyn cũng khiến ekip thực hiện chương trình cảm nhận được rõ nhất hai chữ đồng cảm. Đúng rồi, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, cho vậy được phục vụ nhân dân, công dân, đồng bào, đó là trách nhiệm cao quý nhất của những người công dân cách mạng. Khó khăn rồi sẽ đi qua, chỉ có tin mưa ở lại với những chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Hãy trao cho họ sự vững tin, đó là điều cần thiết và quan trọng nhất ở lúc này. Chúng tôi, ekip thực hiện chương trình, cũng kết thúc 14 ngày cách ly với thật nhiều xúc cảm. Xin chào, cảm ơn vì tất cả. Rất nhiều những đồng cười và rất nhiều người đã trở về. Các phóng viên của chúng tôi cũng đã trở về được cách ly an toàn và khỏe. Cùng với đó là rất nhiều những câu chuyện nhật ký chân thành nhất để gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và có lẽ đây cũng sẽ không chỉ là kỷ niệm của những phóng viên chúng tôi,